Bác ơi, bác ơi, con chặt được dừa rồi bác. Bác coi lại đi bác. Anh chặt thiệt á hả? Thiệt. Bác, chặt thiệt hả? Dạ con chặt. Đúng rồi đó. Vậy là quả ải rồi đúng không tía? Em vừa ăn bếp đi. Dạ dạ, con đem vô liền. Giỏi quá à. Nặng không? À, không sao, không nặng lắm. Anh sợ độ cao lắm đúng không? Ừ. Vậy nói thiệt đi, anh hái hay là ai hái? Anh nói thiệt, anh hái á. Tía rất là ghét nói láo, em cũng vậy. Trả lời lại đi, anh hái hay là anh nhờ ai hái? Anh nói thiệt, chính tại anh hái á. Anh đâu dám nói xạo tía của em đâu. Không thấy hả, tại em chảy máu hết trơn. Nè, nhưng mà anh cũng có người trợ giúp á. Gì? Tự hái rồi cũng nhờ người giúp là sao? Anh không muốn xa em, anh cũng không muốn tía thất vọng về anh, nên anh đã cố gắng hết sức để nghĩ ra cách. Ôi trời ơi, Thành ơi, Thành. Ờ, anh Bo. Thành, Thành giúp Hồ với. Ủa, có chuyện gì mà anh chạy hì hục thở dữ vậy? Thành biết không, bác ba kêu Hồ hái dừa xuống làm mức. Nhưng mà Hồ không biết leo dừa, cứ leo luôn là tụt xuống, lên tụt xuống hoài. Thành giúp Hồ với. Trời ơi, chạy tay chân hết rồi nè. À, đâu, tội chạy nghiệp. Hết rồi. Bây giờ anh muốn em leo lên hái giùm anh đúng không? Không, không, đi. Không được, không được. Sao? Hồ phải tự hái. Biết sao không, là trước Hồ nó dối bác ba một lần rồi, cho nên nó dối nữa. Hồ ngại lắm, cho nên là nhất định Hồ phải thử leo. Vậy anh muốn em giúp gì? Thành cho Hồ mượn một cái khắc khanh để bịt mắt lại. Chi vậy? Hồ sợ độ cao lắm, sợ lắm. Vậy thôi hả? À không, còn nữa. Thành cho Hồ mượn một cái sợi dây, một sợi dây thật chắc. Chắc nha. Ê. À. Ah!
Thương anh quá à. Mọi thứ anh làm tất cả cũng vì em. Nhưng mà em vẫn còn lo lắm. Lần này á coi như là vượt qua. Nhưng mà em cũng báo trước á là chưa có hết đâu á. Anh biết rồi. Anh không có sợ gì hết. Miễn sao anh được ở bên cạnh em là được. Tết Sum Dày 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xếp lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.